Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Thế là chúng ta đã bước qua năm 2024. Và hôm nay là ngày bốn Tây rồi. Tôi và đại chúng mới gặp lại và cùng trao đổi chia sẻ với nhau một vài cái công việc liên quan tới những cái việc làm, việc tu tập, việc phước đức, việc trí tuệ. Đúng lý ra thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái 10 bức tranh trân châu. Nhưng mà rồi tôi xin phép bác vị là thứ nhất là cái giọng của tôi nó không được như ý. Cái thứ hai là có một vài việc để cần chia sẻ, cần trao truyền cho quý vị để rõ những cái thông tin, để không còn những cái sự gọi là thắc mắc. Vậy mà cho nên tôi dành một buổi nói chuyện sáng hôm nay để chia sẻ với đại chúng một chút. Cái điều mà trước tiên đó là vấn đề mà nó lộn xộn hôm nay về vấn đề xá lợi, về xá lợi thì có nói hoài thì các vị cũng nghe nhiều người nói rồi. Đúng ra thì tôi cũng không cần nói chi nhiều, nhưng mà vì cái quyến thuộc của tôi thì hỏi tôi, có khi là quyến thuộc của mình thì hỏi mình, cho nên thì mình phải trình bày một chút. Nó kẹt là bây giờ sư ông Thanh Từ cũng như sư ông Từ Thông, hai vị đã quá tuổi, cao tuổi quá. Tôi nhớ ngày xưa khi tôi còn ngồi trong ghế nhà trường, giờ những thập niên 90, 97, 98, cái lúc đó là sư ông Trúc Lâm đang giảng cái khóa gọi là thiền đốn ngộ và thiền căn bản ở tại Tổ đình Ấn Quang hàng tháng, và ở tại Viện Phật học Đại học Vạn Hạnh, là gọi là Thiền viện Vạn Hạnh. Còn ngoài thường chiếu thì sư ông giảng cái lúc đó là sư ông giảng cái khóa gọi là Thiền sư Trung Hoa, có nhắc về mỗi mỗi một vị thiền sư mà qua đời gọi là viên mãn á, thì để mình tỏ lòng cung kính á, thì những vị thiền sư đều chết có lưu lại gọi là cái xá lợi gì đó, ví dụ vậy, mình cung kính mà. Chứ sự thật ra thì nói qua cái danh từ coi nó khó nghe đó, thực sự là xá lợi là cái cốt xương tàn, hay là nói khác hơn là xá lợi là cái tàn tro của Thân Ngũ Uẩn Tứ Đại này, chết rồi đem đốt đi nó còn lại cái tàn tro. Thay vì một con người mà không có đóng góp gì cho trần thế, không làm lợi ích gì cho trần thế, thì con người đã chết giống như là nó giống trở thành tro bụi, nó không còn lưu lại một cái gì để làm minh chứng hết. Đó là nói với những con người bình thường. Còn những vị mà gọi là hơi hơn cái thức bình thường, có nghĩa là một là vị đó là những người tu hành giới đức nghiêm thân, hai là trí tuệ cao vời, ba là góp công xây dựng tư đẹp cho cuộc đời to lớn, thì những vị như vậy đó thường hay khi một cái viên mãn báo thân này
thường hay lưu lại một cái gì đó để cho người đời họ thấy là minh chứng á, là vị đó làm cái phước lành vậy, đạt cái trình độ nhất định vậy, hay là tu tập giới định tuệ như vậy, thì nó lưu lại kết tinh lại nó như vậy. Chứ còn mà cái người bình thường hoặc là coi như là tu tập nó lơ tơ mơ hoặc là quay đầu chưa tới bờ bến, thì thật sự ra không có nói xá lợi xá gì đâu. Có chăng nữa là những cái đó là những cái hóa chất, những cái mà người ta bị bệnh, người ta chích thuốc hoặc là người ta uống quá nhiều cái loại thuốc tây thuốc u gì đó, hóa chất đó, cho nên nó mới kết lại. Tức là cái hóa chất đó đóng ở trong xương trong tủy á, hoặc giả là người nhà họ muốn cho cái người thân của mình nó nổi tiếng, người thân chết đi rồi luyện những cái gì vô, hóa chất gì vô đó trong lúc tận luyện đó, đó là những cái sự thật. Chứ thật chất không có xá lợi nào mà để quý vị cứ nghĩ rằng ấy. Tôi trở lại cái vấn đề tại sao tôi nhắc sư ông Trúc Lâm và sư ông Từ Thông, vì hồi nhỏ tôi rất là tiếc nuối, là tôi cứ mãi 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 tiếc nuối tới bây giờ, rồi nó cứ nghĩ rằng mình làm sao đủ phước duyên đủ lớn mà để mình làm một vị giảng sư pháp sư. Những điều tôi nói lên là sự thật, tôi không có giấu giếm gì, vì tôi là xuất thân từ người nhà quê mà. Tôi nghĩ không biết một đời sau nữa mình tu hành có mình được cái duyên may mắn là mình pháp sư giảng sư, đừng nói chi mà được mơ tưởng mà bước chân qua tới trời Tây này, không bao giờ có. Cái thời của tôi đi xuất gia là không bao giờ dám mơ tưởng cái gì được cao siêu hết trơn, cái này nói thành thật là chẳng qua lúc đó cứ nghĩ rằng là mùi thiền đã bén múi dưa, màu thiền ăn mặc ưa đâu sòng, tu để cho mình bớt cái nghiệp, mình được an lành trong cái chốn thiền môn, chứ không nghĩ rằng được về Sài Gòn học nữa cơ. Nhưng mà cuộc đời đã đẩy đưa đưa đẩy riết rồi về Sài Gòn học, rồi riết rồi trôi lăn mãi tới bây giờ. Trở lại là hồi xưa hai sư ông có giảng một cái điều mà tôi nghe mà tôi nhớ rõ mà rõ, mà không nhớ cái kinh sách nào ghi. Là Đức Thế Tôn có ba lần gặp Đại Niết Bàn. Lần thứ nhất Đức Phật cái Niết Bàn đó, có nghĩa là Phật buông bỏ hết tất cả những cái kiếp tử sanh, bao nhiêu cái oan khuất trong trong ba cõi sáu đường, mà từng vô lượng kiếp tử sanh, để thành tựu minh chứng cho trời người một vị Như Lai Thế Tôn, một bậc đại giác Thế Tôn, thì đó là gọi là Đức Phật. Đức Phật đã viên mãn Niết Bàn, đó là một lần gọi là Niết Bàn, nhập Niết Bàn. Rồi thứ hai gọi là Đại Bát Niết Bàn, có nghĩa là Đức Phật làm xong cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm thiêng liêng cao cả của một vị Phật trong thế giới loài người này. Rồi Ngài cũng thị hiện như bao nhiêu người, Ngài cũng sống đúng với chu kỳ của kiếp sống con người, là sanh, già, bệnh, chết. Cái đó người ta cũng gọi là nhập Niết Bàn, mà Đức Thế Tôn thì gọi là nhập Đại Bát Niết Bàn. Đó là hai lần. Lần thứ ba là sau 2.500 năm nhập Đại Bát Niết Bàn, tới thời kỳ mà ta cho rằng là thời kỳ hết tưởng pháp, tới thời kỳ mạt pháp, thì một lần nữa là những cái tro tàn mà thiêu đốt cái xác thân của Đức Phật, cái gọi là xá lợi đó, tự biến mất.
dầu cho để kín, để kỹ, để gì cỡ nào tự biến mất. Thì đó là một lần cuối cùng là nhập nhập niết bàn vĩnh viễn, không còn lưu dấu gì cả. Để chi? Để xóa, coi như là xóa sổ một vị Phật đã qua và chuẩn bị nghênh đón một vị Phật sẽ đến. Thì như vậy cái chuyện mà tuyên truyền xá lợi, mà gọi là xá lợi, nó sản sinh ra, xá lợi nó phát triển ra, xá lợi nó đẻ ra xá lợi, thì các vị nghĩ có phải là những người chưa học Phật tới giai đoạn cuối cùng không? Mới học Phật tới cái giai đoạn mà gọi rằng là tôn thờ cung kính xá lợi, được phước lành, được công đức lớn thôi. Chứ chưa học cái phần kinh cuối, đó là xá lợi của Đức Phật mất đi vĩnh viễn. Đáng thương xót cho ngày nay, người ta mượn đạo Phật làm cái thần thánh quá, đưa đạo Phật lên đó là cái vấn đề xá lợi. Ngoài đời người ta phải có âm có dương hòa hợp nó mới sản sinh ra được. Xá lợi Phật là cái gì mà sản sinh ra được? Nắm cho tàn sao sánh nó được? Tất cả nói lên để nói là một con người nó quá trời tưởng tượng đi. Tưởng tượng đặt bằng cái niềm tin và cái đức tin như vậy đã làm cho con người tưởng tượng mà nên. Nào là xá lợi máu, xá lợi tỷ, xá lợi gì tùm lum hết. Thưa các vị, nếu ngày nay cái nơi nào mà tuyên bố là xá lợi là tự hủy diệt, nó tự mất đi vĩnh viễn, thì đó mới là sự thật. Còn nơi nào mà dám tuyên bố rằng xá lợi sản sinh, xá lợi phát triển, đó là quan tưởng, đó là phi lý. Hoàn cảnh nào tôi cũng phải nói như vậy thôi, bởi hồi xưa tôi học rất rõ ràng. Nhưng mà như tôi đã nói là tại tôi đâu có nghĩ rằng tôi làm giảng sư, pháp sư tới bây giờ đâu mà tôi mới ghi chép kỹ. Và bây giờ đối với các bậc tôn túc thì hai vị pháp sư mà thâm nhập kinh tạng như cụ hòa thượng còn lại, hòa thượng Từ Thông và hòa thượng Tinh Từ, thì coi như là mình không còn cơ hội để hỏi. Dù hai ngài còn đương thời trên cõi nhân gian nhưng mà quá tuổi cao sức yếu rồi. Tôi học rất rõ ràng mà. Sau 2.000 năm, 2.500 năm thì xá lợi Phật là những cái xương cốt mà thiêu lại còn là lưu lại đó tự động mất đi. Đó là lần thứ ba mà gọi là Đức Phật nhập đại định niết bàn, không lưu dấu gì cả, không còn một chút tro tàn nào trên nhân gian này cả. Cho nên chúng ta vẫn biết đạo Phật là đạo huyền diệu, đạo Phật là đạo vi diệu, đạo Phật là tuyệt diệu. Nhưng mà đừng để cho đạo Phật nó quá trở thành cái xảo diệu. Xảo diệu thì nó vừa thôi. Cái chữ diệu nó có bốn nghĩa: tuyệt diệu, vi diệu, gì đó, xảo diệu. Thì gọi là tự nhiên bốn nghĩa chữ diệu đó. Tuyệt diệu, vi diệu, thắng diệu. Ba cái trên mình sử dụng được, còn cái xảo diệu là phương tiện. Thì mình đừng mượn quá nhiều cái cửa phương tiện. Mượn quá nhiều cái chuyện là mê hoặc mọi người. Vô tình ông Phật ta là một ông thánh, ông thần, chứ không phải là một bậc giác ngộ. Mình làm như vậy, mình tưởng đâu như vậy là mình kính thờ Phật, mình tôn trọng Phật, mình xưng tụng Phật, chứ không phải đó là mình phỉ báng Phật.
Đức Phật đã nói nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như chiếu điện. Thì chả lẽ nào Phật là người khác đi cái chân lý đó hay sao? Chứ không. Phật sinh ra lớn lên và mất đi. Tại thế giới loài người thì Phật phải lấy những cái gì mà sự thật của thế giới loài người Phật nói. Chứ không hề Phật làm những cái gì đó cho người ta kinh hãi, người ta sợ sệt, ta hãi hùng. Cho nên khi Phật, Đạo Phật qua Việt Nam thì người Việt Nam qua cái hình tượng của một vị Phật thật sự ra mình thấy giống y như Phật, Phật người da màu đàng hoàng, rồi da ở đây là cũng có da trắng đi trộn vô. Cho nên cái hình tượng Phật của Việt Nam thì nó lại sắc thái của người Á Đông, người Việt Nam. Đó là tôi nói trái lời. Nói ít như vậy, tôi mong là đại chúng hiểu nhiều. Có khi nói nhiều cũng chẳng hiểu bao nhiêu. Cho nên tất cả Phật tử, tử ruột của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bạn lữ đồng hành với nền giáo lý của Thầy Thiện Tài, hãy nhớ ba lần đó. Thứ nhất, không còn một cái tâm sanh tử phàm phu nữa thì một lần nhập Niết Bàn. Thứ hai, khi lớn lên già bệnh chết, sợ báo thân này để thiêu ra có xá lợi, thì đây là một lần thứ hai gọi là nhập Đại Bát Niết Bàn. Và cuối cùng là xá lợi những cái gì nó còn lại trong đống xương tàn đó, nó đều hủy hoại, đều mất đi mà không biết nó đi đâu. Thì cái đó là bà lần thứ ba Phật vào cõi vĩnh hằng của Niết Bàn. Đó là cái điều mà các vị đừng có mê tín nữa, mà hãy mở ráng nhướng mắt trí tuệ, tuệ giác lên. Vì ngày nay nó quá nhiều cái sơn đông mãi giỏ, bệnh ai đó quảng cáo, bệnh ai đó bán thuốc, thuốc nào cũng hết, bệnh nào cũng hết đó. Cho nên có ai mà chịu mình cái nghề thuốc của mình là dở đâu. Nên tôi nhắc nhở cho quý vị nó rõ như vậy. Phần thứ hai, đó là phần thứ một, tôi nói về xá lợi, không cần nói nhiều, nói dọn dẹp trong vòng về trong vòng mười mấy phút vậy thôi. Các vị làm Bluetooth cứ cắt ra. Và thứ hai cho tôi nói về vấn đề từ thiện cuối năm. Cho tôi có sự đổi thay, sắp xếp cái chương trình lại. Là thay vì mùng 4 âm lịch tháng 12 là tôi nhờ giao trách nhiệm cho thầy Trung Minh, thay mặt tôi, thay mặt quý nhà hảo tâm và đi biếu quà một số vùng. Để rồi mùng 9 âm lịch là thầy lại bay qua bên này phụ với tôi những ngày cuối Tết. Rồi 24 âm lịch bay trở về Việt Nam để 25 tiếp tục đi công việc từ thiện xã hội. Nhưng bây giờ tôi xin gom trở lại là sau khi cái chuyến đi của thầy Trung Minh qua Mỹ về lại Việt Nam vào ngày 24, thì sáng 25 là ngày Chủ nhật đi làm công việc luôn một thể, chứ không có chia làm hai nữa, cùng với các cái nhóm mà từ bấy lâu nay tôi đặt để trách nhiệm để đi làm việc với tôi. Cái việc mà tôi xin đến đại chúng là tất cả các vị bỏ vô cái băng, gọi là bỏ chuyển qua gọi là cái gì, chuyển qua các số tài khoản mà tôi thấy các vị chuyển hai số tài khoản, một là Lê Anh Thứ, hai là Nguyễn Đức Duy. Thưa các vị là mỗi ngày quý huynh đệ đều có báo cáo qua cho tôi hết.
Nhưng mà thưa một điều là các huynh đệ chuyển vô tài khoản để làm từ thiện các vị không nói tên. Có vị thì còn nói tên thì tôi biết. Tôi gửi cái message, gửi cái tin nhắn, tôi biết vị nào đó tôi gửi tôi cảm ơn. Nhưng có một số vị không hề nói tên mà âm thầm gửi vào, giống như là phát tâm theo như lời thầy kêu gọi là bố thí ba la mật vậy. Như vậy mà thầy không thể nói tên cảm ơn quý vị được. Mà đọc trong đó đó có nhiều vị chỉ gửi vô 60 ngàn, 200 ngàn, 50 ngàn, 100 mấy chục ngàn. Có gì gửi mấy triệu, có gửi gì 10 triệu, có gì gửi 20 triệu, có gì gửi 500 đô Canada dân dân, hay là 200 đô Mỹ dân dân. Đều có báo cáo qua tôi hết. Nhưng mà vì tôi tinh thần tế nhị, tôi xin phép nếu các vị đã tin thầy trò huynh đệ chúng tôi rồi, bao nhiêu năm rồi, thì tôi không đọc tên một ai hết. Đã tin là như vậy đó. Bởi vì nếu như đọc tên là cái vị này ủng hộ số tiền mấy chục triệu này, thì so lại với cái vị kia người ta nghèo, tôi ủng hộ có 60 ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn, các vị nghĩ như thế nào? Tôi chỉ tha thứ xin một điều rằng từ xưa tới bây giờ thầy Diễn Tài chỉ bỏ thêm ra, bỏ trước hoặc là bù lỗ để cho từ thiện, chứ thầy Diễn Tài chưa từng lấy cái từ thiện làm cái nghề để nuôi sống thầy Diễn Tài nha. Cho nên Diễn Tài tha thiết với quý chư quyến thuộc, nếu quý vị nào không có nghi ngại thì thôi, còn nếu vị nào có nghi ngại thì xin đừng phụ gì hết. Bởi vì xin phụ vô rồi mấy ông thầy này ông làm tới nơi tới chốn không? Sao ông nói ngày này mà ngày khác ông mới đi dân dân? Xin các vị tôi xin trước. Nếu như không phát tâm được, không phát cái lời thể nguyện được, thì xin quý vị đừng ngần ngại gì hết. Hoặc là không chuyển, không ủng hộ, không ý kiến. Còn các vị nào mà nó chấp nhận bằng lòng theo thầy học đạo, chia sẻ với thầy những chuyện thiện sự về đạo, đã chấp nhận bằng lòng rồi thì sẽ chấp nhận quên bỏ đi. Nhưng mà tôi đã nói rồi, bỏ nó không hề mất đi đâu hết. Nó giống như cái ngọn lúa mà quý vị kỳ này, ngọn lúa người ta gieo 3 tháng, mình gieo 6 tháng cũng được. Miễn làm sao cái nhân này, cái quả này, nó tới cái chỗ lành mạnh là tốt rồi. Vì vậy mà hiện bây giờ có người họ phát tâm đến tôi rằng nếu quyến thuộc mọi người phụ bao nhiêu phụ, còn nhiêu họ bao chót. Nhưng mà thật ra tôi đã đệ trình cái văn thư rồi, bắt đầu từ bữa đó cho tới ngày hai tay người ta ủng hộ vậy vậy đó. Vì mỗi công việc xin chỉ tường tri mà tới nay không thấy trả lời. Tôi không đòi tiền, tôi không rồi giữ cái lời hứa, nhưng mà tôi cho là chứng quyết thuộc phụ nhiêu nhiêu đó. Chị Tường Tri đồng chí, chị là cái người phát tâm gánh chót, nhưng bây giờ tôi không nhắc. Bởi vì bằng cái tinh thần tự giác thì giờ tự động người ta ủng hộ, người ta cho chứ tôi không nhắc. Bởi vì tôi không muốn ăn tiếng lợi dụng. Tôi nói rồi, tất cả những vị biêu sinh buôn bán làm ăn có duyên với tôi là để học đạo, chứ tôi không có duyên mà để vui, lời quê chắc chắc chặt dân dài nghe vui cũng được một vài trong canh, không có biết đâu tài trí anh hùng đứng gần, không có đó. Cho nên làm từ thiện tôi phải rào trước đón sau như vậy để tôi tránh phiền não, mà các vị cũng phải tránh phiền não. Còn không khéo á, là nó rối bời, nó phiền não ghê gớm lắm, phiền não ghê gớm lắm. Như vậy thì bây giờ cái việc mà bữa nay ngày sáng mai là các vị lại nó đi Trà Vinh ở Bãi Vàng,
bãi vàng, hồi xưa người ta đãi ở sao bằng vàng, người ta bố thí vào ngày mai, ta lưu hình ảnh để đó, gom lại cho tới ngày cuối cùng đi bố thí là ngày 25 tháng chạp, là cái ông thầy mà sư cháu của tôi đó qua bên đây phụ cho thầy trước 2 tuần lễ trước Tết, rồi trở về lại Việt Nam mới làm. Thì xin quý vị cũng đừng thắc mắc là sao bà kia thầy nói rồi mà tới nay không thấy làm, vì hoàn cảnh nó như vậy, công việc nó quá ư là cần kiếp như vậy. Thôi thì để ngày 25 nó thuận duyên hơn cho một số quý vị đi làm việc. Quý vị cho tôi kiếm mấy chai dầu thì nó muốn đi ngủ rồi đó. Thì nếu đại chúng nào đã đóng góp rồi xin an tâm, đại chúng nào chưa đóng góp muốn đóng góp nữa tôi vẫn mở lòng đón nhận. Thí dụ như Trà Vinh đã bãi vàng, ban đầu dự kiến chỉ giúp cho 50 người nhưng mà ngày mai này phải trọn vẹn 100 người, gia đình phải bỏ ra như vậy. Thì nếu quý vị nào có đóng góp thì tôi lo việc khác. Cho 50 người mà gia đình thí chủ xin phát tâm thêm bỏ thêm, rồi tôi đóng góp được bao nhiêu được thêm cho họ, còn không thì họ bỏ ra. Thì như vậy ngày mai tại nơi bãi vàng Trà Vinh là phát tới 100 phần quà, trong cái dự kiến chỉ 50 phần. Đó là nó phát sinh, nó sinh một 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 số nó nổi lên gấp đôi như vậy. Mà thí dụ như những căn nhà mình làm gần xong hết rồi, tiền tôi chưa chuyển về, tôi mượn cái chỗ làm nhà nên mượn tiền, vay tiền làm đi. Hồi nãy tôi bảo cái em mà hay quay phim đó, đi lại quay phim lấy căn nhà để thầy làm tư liệu, thì em nói rằng con đã liên lạc với cái người làm nhà, làm sắp xong rồi thầy, cho nên không còn cái số cái dữ liệu, cái hình ảnh cũ. Anh nói cái gì cũng được, các vị đã gửi qua cho tôi rồi đây, cái lúc mà quý vị kêu gọi có gửi qua cho tôi coi rồi, thì lấy cái đó ghép vô là thay trước khi các căn nhà sửa căn nhà nhà cũ nó giờ dột cột siêu như thế này, làm được căn nhà mới nhà cao hơn, không còn dọ không còn cổ còn siêu nữa chẳng hạn, là tôi mừng rồi. Nếu người ta có nhà để ở, có cơm để ăn là mình mừng rồi, người ta không phải với cảnh mà đói khát phải đi bưng rồi cám heo như thời xưa mà phiên triển ngọn cỏ gió đùa, là mình mừng rồi, mừng dữ lắm rồi. Vì vậy tất cả Phật tử nào muốn đóng góp được cứ đóng góp, tôi phải nhận tùy tâm đóng góp, chứ tôi không phải là ông thầy mà nó đến kêu gọi tiền ngang, nhưng mà ý tôi là tôi còn phải nhận cái tới ngày cuối cùng đi phát quà trong năm nay là ngày 25 tháng chạp. Ví dụ như cái chỗ mà ngày xưa giờ mình cho 100 phần, năm nay tôi rút lại còn 50, cũng tội nghiệp cho vị trụ trì hay là cái người đó, họ phải chạy xách vác sang ba để họ kiếm cái nguồn nào đó phụ vô. Nhưng mà tôi biết người đời không phải dễ kêu gọi đâu, không phải dễ kêu gọi đâu, người ta cho 50 trăm người ta nói một mình uống hết 2 3 bình trà chứ không phải dễ kêu gọi đâu đó. Thành ra tôi mong rằng quý vị hiểu cho tôi, tất cả nhắc lại khẳng định tất cả việc từ thiện dồn lại hết vào ngày 25 tháng chạp ngày chủ nhật, để ngày bốn tây này ngưng hết để cho cái thầy đó ông đi qua bên đây phụ cho tôi. Tự hiện bây giờ thấy đang bị cái giò, đang bị có tai nạn mà chính tay lại đi ngồi máy bay bay qua đây rồi
mà bốn tay đi nữa sợ nó bị động. Vì vậy mà xin nói rõ như vậy đó, để tất cả dồn vào ngày 25 tay thì tối 24 tay hãy bay từ Mỹ về Việt Nam. Vậy mà các vị nào đóng góp xin đừng ý kiến gì hết, đừng lo ngại gì hết, thì nó sẽ tới người đàng hoàng. Đấy, chứ các vị có lo, có ngại, có nghi, có ngờ cũng vậy thôi. Còn như tôi đã nói là trên thế gian này tôi không ngán nào. Thì các vị biết là tôi làm đúng với lương tâm, lương tri của tôi cũng chẳng ngán ai. Các vị tin, các vị ủng hộ thì tôi làm. Còn nếu không ủng hộ nữa thì thôi, chứ tôi cũng chẳng làm nữa vậy. Vì vậy mong cái gì liễu tri, liễu tường, liễu rõ cái hoàn cảnh cho. Và thầy Tiến Tài dĩ nhiên là vua bất khí ngôn, ông vua nó không có cười, nhưng mình đấy ngôn nhiều nhất là một ngày mình bận biểu mấy giờ đồng hồ ở ngoài chợ rồi đã hí ngôn rồi đó. Mình kêu gọi có, mình ủng hộ có, mình nói ngon ngọt cho ta ủng hộ là mình đã hí ngôn rồi đó. Nhưng mà hí ngôn đây là vì lợi ích chung cho người, cho nên tôi không sợ gì mang tai tiếng. Nhưng mà thật sự ra đó, mỗi lần ra chợ ai hỏi thăm với tôi, là bữa đó đi làm từ thiện, thật sự mỗi lần nói, mỗi lần cái cúi đầu, nếu như người ta cho được 10 đồng 20 đồng mình vui vui rủi tôi nói đã đời, không ai cho gì phải cúi đầu luôn. Vậy thì tôi nhắc hai việc đó, các chị cảm thông cho tôi, ráng tôi sẽ cố gắng lo cái cổ của mình, chứ nó không còn còn cái tiếng khó nghe, tiếng khàn nữa, thì tôi mới tự tin giảng tiếp cái bộ thập phục của đồ. Mong đại chúng quan hệ liễu tri cho. Nhưng một lần nữa, tôi xin cúi đầu tri ân quý quyến thuộc, quý mạnh thường và là nhà hảo tâm đã nhịn ăn nhịn mặc ủng hộ cho tôi để tôi làm công việc thiện sự năm 2024 này. Tôi chỉ biết nói như vậy thôi. Và tôi nguyện nguyện cầu rằng hãy dân mình sao thì quả mình nó vậy. Ai đó xử chứ tôi không có được nghĩ hoặc là hư một quả toàn không toàn vẹn gì đó thì xin quan hệ cho tôi. Và tôi hứa rằng việc nào ra việc đó để cho các vị được phước lành. Thôi chúng tôi xin nói gọn hai cái điều mà tôi định nói sáng nay là như vậy. Và tới đây tôi xin tạm gọi là kết thúc, để quý vị còn lo nhiều mặt khác nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.